thị trấn Cát Bà, điểm đến thu hút du khách. Hầu hết du khách khi đến với Cát Bà đều ghé qua thị trấn Cát Bà. Nơi đây hội tụ nhiều cảnh quan, điểm vui chơi giải trí và cả các dịch vụ ăn uống mang hương vị của huyện đảo. Thị trấn Cát Bà gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của quần đảo Cát Bà. Địa hình nơi đây chủ yếu là núi đá vôi xen kẽ núi đất, thung áng và vụng biển kín, bãi cát mịn tạo cảnh quan kỳ thú, là cơ sở quan trọng để phát triển du lịch, dịch vụ. Vì thế đây được chọn là trung tâm du lịch, dịch vụ của huyện Cát Hải. Cát Bà là địa bàn cư trú của người Việt cổ từ rất sớm, tiêu biểu là hai lớp cư dân thuộc văn hóa Hòa Bình và Hạ Long. Các tài liệu cổ đã khẳng định tại các hang động ở thị trấn Cát Bà có người Việt cổ sinh sống, đặc biệt là di chỉ cái bèo nằm sát biển cho thấy người Việt cổ đã cư trú quần tụ tại đây. Thị trấn Cát Bà là nơi hội tụ nhiều cảnh quan như Vịnh Cái Bèo, Vịnh Cát Bà, Bãi Cát Ông, Pháo Đài Thần Công tại cao điểm 177, Bãi Tùng Thu, Cát Cò 1, Cát Cò 2, Cát Cò 3. Tại thị trấn Cát Bà, du khách có thể xuất phát theo nhiều tuyến đi tham quan, trải nghiệm trên đảo Cát Bà một cách thuận tiện với nhiều loại hình dịch vụ vận tải thủy, bộ. Dừng chân ngay tại tuyến phố Cát Bà, du khách sẽ cảm nhận được hai sự khác biệt rõ rệt. Giữa một bên là sự ồn ào, náo nhiệt của các nhà hàng, khách sạn, các khu vui chơi giải trí, ba, karaoke nằm hướng mặt ra phía biển tạo nên một không gian thanh bình. Khoáng đạt, một bên là công viên cây xanh, Nơi có những công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc tái hiện cuộc sống bình dị của ngư dân sau thời gian lao động, sản xuất. Khi đến với thị trấn Cát Bà ngoài sự lựa chọn về những điểm vui chơi giải trí thì chuỗi hệ thống nhà hàng phục vụ du khách, trong đó có các nhà hàng nổi trên vịnh sẽ đáp ứng thỏa lòng du khách muốn hòa vào văn hóa ẩm thực miền biển. Nếu đi bộ vào buổi tối, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi ánh đèn lung linh, huyền ảo của đường phố cũng như từ các khu khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, khu vui chơi giải trí. Đặc biệt là khu chợ đêm nơi mà ở đó du khách có thể chọn cho người thân của mình rất nhiều món quà từ biển được chế tác từ ngọc trai, vỏ sò so hay vỏ ốc. Mỗi sáng khi bình minh lên, chợ cát bà lại nhộn nhịp cá tôm tươi sống chuyển từ các tàu đánh bắt về, các loài hải sản tươi ngon, phong phú chủng loại, kích cỡ như á, tôm, cua, đẹ, bề bề, ngao, sò, ốc. Còn bơi sống để du khách thỏa sức lựa chọn hoặc những gian hàng khô đặc sản cát bà mang đậm hương vị của biển như cá thu một nắng, mực một nắng, mực khô, tôm khô cá khô, chả cá, chả mực và đặc biệt là nước mắm được sản xuất tại đảo Cát Hải, đảo Cát Bà. Chợ hải sản tại trung tâm du lịch Cát Bà, mở vào lúc bình minh và đóng cửa khi hoàng hôn buông xuống trên biển, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 18 giờ 30 phút tối. Thị trấn Cát Bà đã và đang là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan và nghỉ dưỡng. Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường nhằm giữ gìn và phát huy thương hiệu Cát Bà xanh người dân và du khách cũng được tuyên truyền nâng cao ý thức và nhận thức về bảo vệ môi trường. Đến ngay bãi tắm cát cò Hải Phòng, thiên đường nơi đảo Ngọc cát bà. Bãi tắm cát cò được đánh giá là tuyệt tác của tạo hóa với dòng nước xanh ngắt, vách núi bao quanh, không khí trong lành. Lắng nghe tiếng sóng rì rào, thả mình vào lòng biển xanh sẽ là những trải nghiệm khiến bao du khách bị mê hoặc. Có cả một câu chuyện truyền thuyết gắn liền với cái tên rất mộc mạc, bãi tắm cát cò từ thở hồng hoang các tiên nữ trên thiên đình đã hóa thân thành những đàn cò trắng hạ phàm để thưởng ngoạn vẻ đẹp nơi đây ngày nay các cò vẫn giữ được sự thuần khiết hoang sơ và trở thành điểm du lịch hải phòng nổi tiếng một bãi tắm cát cò ở đâu địa chỉ thuộc địa phận thị trấn cát bà huyện cát hải thành phố hải phòng nếu xuất phát từ trung tâm thành phố hải phòng du khách sẽ có 3 lộ trình để đến được đảo cát bà lộ trình một du khách di chuyển đến cảng đình vũ sau đó đi tiếp ba chặng cát hải, bến phà gót, bến cái viềng để ra tới đảo Cát Bà. Lộ trình 2, từ trung tâm thành phố du khách đi đến bến Bính. Tại đây, du khách có thể chọn tàu cao tốc để tới Cát Bà. Lộ trình 3, du khách tới quận Hải An, qua cầu vượt biển Tân Vũ để đến đảo Cát Hải. Từ đảo Cát Hải có thể đi cáp treo hoặc đi phà để ra đến đảo Cát Bà. Khi đã đến được thị trấn Cát Bà, du khách có thể thuê xe máy hoặc đi xe điện để đến Cát Cỏ. 2. Tại sao bãi tắm cát cò lại được yêu thích? Bãi tắm cát cò được đánh giá là tuyệt tác của tạo hóa khi sở hữu vẻ đẹp mà hiếm nơi nào có được. Thiên nhiên phong phú Ba bãi tắm cát cò được nối liền với nhau bởi một cây cầu gỗ dài men theo triển núi. Đứng ở trên cầu, du khách có thể phóng tầm mắt toàn cảnh bãi tắm với mây trời, nước non tuyệt đẹp tựa như lạc vào cõi tiên. Chính nét đẹp hoang sơ, tinh khôi vốn có của vùng biển này đã tạo nên sức cuốn hút kỳ diệu đối với du khách trong và ngoài nước. Cả ba bãi tắm ở đây đều được bao quanh bởi những triền núi xanh ngắt, gió thoảng nhẹ nhẹ và nước biển xanh trong. Còn gì tuyệt vời hơn khi được thả mình vào dòng nước mát lạnh và tận hưởng những đợt sóng dịu êm vỗ về. Đến với bãi tắm này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp, hữu tình mà còn dễ dàng lựa chọn dịch vụ lưu trú hàng đầu. Nơi đây có rất nhiều khách sạn chất lượng, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm hoàn hảo cùng phút giây nghỉ dưỡng tuyệt vời cho mọi du khách. 3. Review ba bãi tắm cắt cò có gì hấp dẫn? Bãi tắm chia làm 3 khu vực chính với các tên gọi, cắt cò 1, cắt cò 2 và cắt cò 3. Bởi vậy có không ít du khách thắc mắc bãi tắm cắt cò nào đẹp nhất. Câu trả lời là mỗi bãi tắm mang nét đẹp riêng, du khách có trải nghiệm từng bãi tắm để cảm nhận. 3.1. Bãi tắm cắt cò 1 cát hải, hải phòng. Cắt cò 1 là bãi tắm rộng nhất trong 3 bãi tắm. Nơi đây đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích sự sôi động, nhộn nhịp. Bãi tắm này lúc nào cũng rất đông khách tắm biển nước biển trong xanh, mắt lành khiến bất kỳ ai cũng không thể cưỡng lại mà chỉ muốn ngay lập tức hòa mình vào biển trời nơi đây. 3.2 bãi tắm cát cò hai cát bà khác vẻ sôi động của cát cò một, cát cò hai lại toát lên vẻ đẹp tĩnh lặng và thanh bình. Nơi đây là sự lựa chọn lý tưởng cho những du khách ưa thích không gian yên bình, là một trong top những bãi biển Hải Phòng đẹp nhất Đông Nam Á. Cát cò 2 khiến du khách say đắm bởi khung cảnh núi non trùng điệp, bãi cát trắng mịn, tiếng sóng rì rào. Tới đây chỉ cần hít hà bầu không khí trong lành của biển cả, du khách như xua tạn được bao mệt mỏi và áp lực nơi tâm hồn. 3.3. Bãi tắm Cát Cỏ 3 Đây là bãi tắm mới nhất, hiện đại nhất tại bãi tắm Cát Cỏ. Cát Cò 3 sâu hơn, sóng lớn hơn hai bãi tắm còn lại nên rất thích hợp cho những tín đồ ưa mạo hiểm. Nếu bạn băn khoăn Hải Phòng có gì chơi thì hãy đến ngay Cát Cỏ 3. Nơi đây với nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn sẽ đem đến trải nghiệm vô cùng thú vị cho du khách đó chèo thuyền ca giác hay các trò chơi cảm giác mạnh như cưỡi phao chuối, mô tô nước, lướt ván. Ngoài ra, du khách có thể đi bộ trên đỉnh vách đá để phóng tầm nhìn ra vịnh Lan Hạ cũng như chụp những bức ảnh cực chất. Cùng với việc khám phá bãi tắm cát cò cát bà, du khách có thể kết hợp tham quan một số điểm nổi tiếng khác ở Hải Phòng như Đồ Sơn, Hòn Dấu, Đảo Bạch Long Vĩ, Tuyệt Tình Cốc. Để thuận tiện cho việc di chuyển tới vô vàn điểm đến hấp dẫn tại thành phố Hoa Phượng Đỏ, du khách có thể lựa chọn nghỉ dưỡng ở địa chỉ trung tâm như Sheraton Hải Phòng và Melia Vinpearl Hải Phòng Rivera. Bãi tắm các cò được ví như thiên đường biển đảo ở hạ giới khiến bao du khách phải ngẩn ngơ. Ba bãi tắm, các cò một, các cò hai, các cò ba, mỗi bãi tắm đều mang vẻ đẹp riêng nhưng đều có một điểm chung là đem lại cho du khách những cảm xúc mới lạ, độc đáo và không thể nào quên. Nếu có cơ hội ghé thăm đất cảng, du khách đừng bỏ qua cơ hội trải nghiệm những thú vị của từng bãi tắm các cò nhé.